Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh CNTT Shop, kênh chuyên review về những sản phẩm update công nghệ mới trên thế giới Việt Nam. Thì ngày hôm nay mình sẽ có một cái series mới để review về một cái thương hiệu rất là nổi tiếng tại Mỹ, Cambium Networks. Thì đối lời về Cambium, thì Cambium được thành lập vào năm 2011. Thì được xuất phát điểm của Cambium mà từ công ty Motorola là tách ra một cái phần gọi là Canopy. Thì nếu như mà chúng ta nói về Canopy là những cái phần như là những chảo phát sóng và những cái thiết bị điểm bắn điểm, chúng ta sẽ được thấy rất là nhiều tại Việt Nam. Thì và sau đó thì phía Cambium đã phát triển cái dòng Wi-Fi Xin Pilot, và trên tay mình ngày hôm nay đó là cái dòng XV38 Wi-Fi 6 của Cambium, dòng sản phẩm mà tối tân nhất và mới nhất của Cambium hiện tại. Rồi, mình sẽ đi vào review sản phẩm luôn ạ. Đây, thì khi mà mở hộp ra thì cách bố trí và cũng như là packing của Cambium rất là chắc chắn ha. Chúng ta sẽ có những cái phần carton xung quanh để mà đảm bảo thiết bị chúng ta luôn luôn được đảm bảo, không có bị chảy xước cũng như là không có bị va đập trong quá trình vận chuyển. Và đây, chân dung của thiết bị CN Pilot XV38 Wi-Fi 6 của Cambium. Ngoài cái phần thiết bị thì chắc chắn là chúng ta sẽ có rồi, chúng ta sẽ có luôn một cái bản hướng dẫn lắp đặt của Cambium. Rồi, chưa dừng lại ở đấy, Cambium rất là tốt tính và cho chúng ta luôn cả một cái phần gá lắp đặt để chúng ta có thể lắp thiết bị kèm theo trong cái hộp của thiết bị luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi đến cái phần review cái thiết bị vật lý luôn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái logo của Cambium trên cái thiết bị và có một cái đèn LED ở đây. Thì đèn LED này chúng ta sẽ có 3 màu cơ bản: màu xanh dương, màu xanh lá và màu đỏ. Màu đỏ hiển thị là chúng ta có nguồn nhưng mà chưa có cấu hình, và màu xanh là chúng ta đã có, xanh lá là chúng ta đã có cấu hình, và màu xanh dương mang cái ý nghĩa là chúng ta đã có cấu hình và ra cloud. Phần các bọc vật lý của XV38 bao gồm: thứ nhất là một cái cổng AC/DC để chúng ta có thể là cấp nguồn trực tiếp. Chúng ta có một phần là cổng USB để chúng ta có thể backup cấu hình, và chúng ta có một cái nút reset ở đây. Và chúng ta có hai cổng để mà chúng ta kết nối thiết bị: một cổng Ethernet 1GB và một cổng là 5GB PoE của Cambium. Đầu tiên á, là thiết bị này là dòng thiết bị đặc thù của Cambium dành riêng cho những cái dự án mà chúng ta cần có cái mật độ truy cập cao. Và dòng này là hỗ trợ 8x8 MIMO và chuẩn Wi-Fi 6, chuẩn Wi-Fi mà tối tân nhất hiện tại. Hỗ trợ chúng ta cái software defined radio, chúng ta có thay đổi được cái băng tần trên những cái radio trên thiết bị này. Tổng cộng là đến 5 cái radio để chúng ta có thể là thực hiện những cái design của chúng ta một cách tối ưu nhất, bao gồm thay đổi những cái radio và anten trên thiết bị này. Băng thông cộng gộp giữa hai cái cổng này lên đến mức là 6GB để chúng ta sẽ có được cái băng thông tốt nhất dành cho người dùng khi mà chúng ta có những cái ứng dụng mà mật độ truy cập cao. Hỗ trợ chúng ta cái phần quản trị những ứng dụng tại lớp 7 lên đến mức là 2000 app thông qua cái giao diện SMS của Cambium. Hỗ trợ xác thực EasyPass thông qua Microsoft Azure và Google Suite để chúng ta có được một hệ thống bảo mật hơn và cũng như là dễ dàng hơn cho những cái người dùng chúng ta có thể chứng thực. Và đặc biệt rất là phù hợp với những cái môi trường như là hội trường của những trường đại học, khi mà những ứng dụng như là G Suite và cả Microsoft Azure khá là cao thì chúng ta sẽ hoàn toàn sử dụng thiết bị này trong những cái ứng dụng đó được. Rồi, thì thiết bị này chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 cách quản trị. Đầu tiên thì chúng ta sử dụng là quản trị qua cloud, phiên bản miễn phí hoặc là phiên bản tính phí. Và sau đó chúng ta có cái khả năng là quản trị thông qua cái on-premise. Chúng ta sẽ cài sự cài của Cambium lên cái server vật lý của chúng ta, hoàn toàn miễn phí. Và cách thứ ba, chúng ta sử dụng là một thiết bị này để quản trị là 31 thiết bị còn lại. Và cách cuối cùng, chúng ta sử dụng dạng standalone, mỗi thiết bị chúng ta tự quản trị nó. Ok, thì đó là những cái cách quản trị của thiết bị này. Thì hỗ trợ số lượng SSD lên ở đây là lên đến 16 cái SSD. Và cái khả năng bảo mật ở đây, chúng ta sử dụng khả năng bảo mật là WPA3, là một cái giao thức bảo mật mới nhất bây giờ đã hỗ trợ thiết bị này luôn. Ngoài ra thì trong hai cái phiên bản mà giao diện quản trị của Cambium á, thì chúng ta thiết bị này có thể sử dụng cả hai phiên bản, là cái phiên bản SMS và cái phiên bản mà CM Maestro thông thường. Thì khi mà sử dụng SMS, chúng ta sẽ mở ra được cái khả năng là điều khiển những cái radio trong thiết bị,
mở ra cái khả năng là quản trị lớp 7 cho thiết bị lên mức là 2000 app cực kỳ chi tiết. Và cũng như là song song đó thì chúng ta sẽ có những cái biểu đồ và những cái thông báo report rất là chi tiết. Nhưng mà nếu chúng ta không không muốn đến mức như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng sử dụng cái giao diện free của Cambium ở giao diện CM Astro để chúng ta có được một cái giao diện quản trị thiết bị cơ bản. Chúng ta cũng có làm được cái chuyện này luôn. Và rồi thì và cái thiết bị này á, nó hỗ trợ chúng ta là RESTful API, API hoàn toàn mở. Nói cách khác, chúng ta có thể dễ dàng tích hợp với lại một cái bên third party để chúng ta triển khai thêm dịch vụ. Ví dụ như là Wi-Fi marketing, ví dụ như là những cái ứng dụng về web ma vạch vân vân, chúng ta có thể là triển khai trên đây khi mà chúng ta hoặc là thu thập thông tin thì chúng ta có thể triển khai trên cái thiết bị này luôn. Và bên cạnh đó thì thiết bị này cũng hỗ trợ chúng ta cái trang chào, cái phần marketing sẵn trên thiết bị này. Chúng ta có thể là tạo ra một cái trang chào đơn giản có những cái hình ảnh để chúng ta quảng bá thương hiệu của chúng ta. Thì nói tóm lại, đây là một thiết bị cực kỳ phù hợp để chúng ta triển khai những cái ứng dụng mà có cái mật độ truy cập cao. Ví dụ như là những hội trường, những cái sân vận động, những cái khu vực mà tập trung đông người thì đây là thiết bị cực kỳ phù hợp với khả năng gánh tải lên mức là 1024 kết nối tại một thời điểm và với cái anten là 8x8 mu 11. Thì khi sử dụng thiết bị này chúng ta sẽ không bị độ nhiễu cũng như là chúng ta sẽ tối ưu hóa hơn về cái trải nghiệm người dùng khi mà kết nối với thiết bị. Thế thì còn chần chừ gì nữa mà không gọi ngay cho Senator Shop để nhận ngay những cái thông tin quý báu cũng như là những cái chính sách giá cực kỳ ưu đãi từ Senator Shop. Chào tạm biệt.